Tình nghệ sĩ cùng với Kim Phượng, danh ca Giao Linh và anh ca sĩ Anh Tú. Vâng, chị xin mời chị tâm sự tiếp. Nhưng mà theo như nãy giờ chị nói là anh Sang. Thì em được biết là anh không phải người trong nghề, nhưng mà anh đã giúp cho chị rất là nhiều trong vấn đề nghệ thuật, phải không ạ? Dạ. Anh không phải là người trong nghề, nhưng mà anh rất là học hỏi. Anh biết là muốn giữ hình ảnh của vợ mình trong mắt khán giả cho nó đẹp đẽ thì mình phải tự mày mò mà tự học. Cái gì cũng vậy, không phải học mới biết. Cho nên anh Sang làm những cuốn video như quý vị đã từng coi, đó là trung tâm ban nhạc Đại Dương, đó là của anh Sang làm cho Giao Linh. Và anh Tú biết mà từ đầu, mà anh Sang đâu, anh Sang là trong business đâu có biết gì về quay phim hả anh Tú? Anh có cái tâm hồn nghệ sĩ lắm, mà anh có cái lỗ tai thính hay lắm, Ông quay phim nữa, ông to con đẹp trai, ông cầm cái máy quay phim coi như là đồ chơi vậy, ông quay phim You Sing Along, You Sing Along đầu tiên là. Dạ, anh Sang em làm từ cuốn 3 cho tới cuốn 8 anh. Rồi anh tuyển mấy cái người mẫu mà trong You Sing Along nó cũng là đệ tử của anh. Năm rồi Giọng Ca Vàng thì nhạc sĩ Hoàng Văn, ban giám đốc đài cũng có ý định là tính mời chị Giao Linh làm giám khảo. Nhưng mà kỳ đó cũng hụt. Dạ. Bây giờ kỳ này năm nay cũng sắp sửa Giọng Ca Vàng thì chắc là cũng hụt. Coi như không có duyên làm giám khảo cho đài bộ phim. Rồi chị tính bay hoài vậy sao chừng nào mới quay trở lại Houston. Chị nào bay lại em nói đài đợi chị về làm giám khảo. Dạ, phải cho chị trước một cái thời gian, chị sắp xếp cái đó, chị nói thật lòng á. Dạ, chị cũng muốn được gặp gỡ khán giả ở thành phố Houston. Nơi đây là một cái nơi mà cũng cho chị rất là nhiều kỷ niệm. Thành ra mấy con mà khi muốn mua về đây thì cũng có hỏi ý kiến của Giao Linh. Thì Giao Linh là thấy là con chọn ấy, đất lành thì chim đậu thôi không? Sugar Land mà. Sugar Creek anh. Sugar Creek. Sugar em còn nhớ cái căn nhà của em ở Sugar Creek cái thời gian mà 90 đó là số 203 Lakeside nha. Sugar Creek là bây giờ cái số nhà mà tới giờ mà không quên đó. Bây giờ người ta nói Houston thì đi dễ khó về. Đi dễ khó về. Rốt cuộc em muốn về Houston à. Dạ, rốt cuộc. Chứ phải Houston là nó ấm tình nồng á. Dạ. Ấm thiệt. Thật sự quý vị biết không, đối với lại chị Giao Linh, thân yêu của Kim Phượng, thì Kim Phượng đã thần tượng chị từ hồi nhỏ luôn quý vị. Nào là ngày xưa là phải nói là chị là một ca sĩ, phải nói là được mệnh danh là một người ca sĩ mặc áo dài đẹp nhất, có mái tóc đặc biệt nhất, một giọng ca sầu muộn đặc biệt nhất. Mà tới bây giờ gặp lại em thấy chị vẫn giữ được những cái điểm đó, mặc dù là biết là thời gian mình có tuổi một chút xíu thì nó cũng có sự thay đổi, nhưng mà những cái nét mà đặc biệt mà ngày xưa chị được mệnh danh em thấy vẫn còn. Cảm ơn em. Vậy thì bây giờ trong thời gian này là chị đi hát gì đó, chị được khán giả thích bài gì nhất chị? Thì hầu hết chị thấy là những cái bài mà gây dấu ấn cho khán giả. Ta vẫn hát yêu cầu. Dạ, vẫn yêu cầu. Em thấy vậy. Chẳng hạn như chị nói em nghe là bài Màu Tím Phan Xê. Bài Mùa Mùa Sáu Tháng. Tới cái mùa Noel là cái bài đó là coi giống như là ưu tiên luôn đó. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Cái người đã tạo nên tên tuổi của chị trong suốt một thời gian rất là dài. Mà chị cũng quên kể cho anh Tú với lại Phượng nghe là anh Tú nhớ không, cái thời gian đầu mà anh đón em qua đó, anh đón em từ ở bên cái biên giới qua ở nhà anh mấy ngày, rồi là em đi về nhà chị Khánh Ly em ở, anh nhớ không anh Tú? Chị nhân đây thì Giao Linh cũng cũng nhắc lại tâm chuyển lời cảm ơn chị Khánh Ly, tại vì những cái bước đầu của Giao Linh đó mà đi qua đặt chân ở Orange County đó, chị là người mở lòng cho Giao Linh ở chung cũng 2 năm có đó. Thành ra rồi cái tình cảm mà chị em mình có từ hồi Việt Nam mà qua tới Mỹ, chị cũng đã dành cho em những cái ưu ái như vậy, thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Và hôm mà chị Khánh Ly cũng biết là chị Khánh Ly đưa cái cốt của anh Đoan về nhà thờ ở Việt Nam, Giao Linh có tới. Dạ, có tới để chia buồn cùng chị. Hồi xưa em hay nhắc anh Nguyễn Hoàng Đoan. Dạ, anh Đoan. Anh làm trong cái báo Tiền Phong, Hùng Việt. Dạ, Hùng Việt. Hùng Việt. Dạ, Hùng Việt. Nguyễn Hoàng Đoan. Dạ, anh Đoan. Thành ra rồi chị em với nhau kỷ niệm rất là nhiều. Và trong bao nhiêu năm qua thì cái tình cảm nó vẫn vậy.
Em bây giờ thì lâu lâu em mới gặp lại chị, thì em cũng chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe. Bởi vì chị cũng biết mà, khán giả bây giờ đó là nuôi dưỡng những tiếng hát mà mình kêu bằng cây đa cây đề á, yeah. Thì chị là nằm trong một những cây đa cây đề mà khán giả đã thương yêu chị trong rất là nhiều thập niên. Cầu chúc sức khỏe cho chị. Em thấy cũng ngộ lắm nha, khán giả mà đã ấn tượng, đã thích mình hát cái bài nào rồi là họ gặp mình là họ muốn hát bài đó. Cũng giống như em chỉ hát một cái nhà hàng Jasmine nhỏ thôi, nhưng mà thí dụ như bữa nay cũng tính là chuẩn bị tập với ban nhạc rồi, bữa nay vô hát mấy bài mới mà không được, vừa vô cái là giấy là yêu cầu là cứ những mấy bài đó. Thật ra nhiều người ta không biết, ủa sao bà này có mấy bài hát hoài, mà thật sự là mình phải chiều khách, chiều khán giả. Dạ, chiều khán giả, người ta thích mình thì mình với lại người ta đến đó em biết không, người ta đến người ta nghe mình hát đó Phượng, là người ta tìm về kỷ niệm với Phượng. Đúng rồi. Và người ta sống hoài niệm mà, thành ra mình cũng thuộc kỳ hoài niệm nữa. Mình được khán giả thương là vậy đó. Mình cũng ngạc nhiên nghe. Thường thường cái nhạc Giao Linh hát ngày xưa là trước 75. Dạ. Nhạc xưa 75. Mà những cái khán giả bây giờ là khán giả trẻ. Khán giả trẻ sau 75 không? Mà lại thích cái nhạc, thích cái dòng nhạc, cái dòng nhạc trước 75 ta gọi là nhạc bolero. Dạ. Thấy không? Thích nhạc. Chị Linh công nhận với em không? Cái nhạc mà hồi xưa trước 75 á, mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái khách yêu cầu tự nhiên mình vẫn thuộc, vẫn nhớ thuộc. Còn cái loại nhạc mới đâu trong ký ức mình á. Nhạc mới giờ hát mà bỏ qua chừng tháng hai tháng là kêu hát lại là không nhớ, quên lời liền. Nhưng mà những cái nhạc hồi xưa nó làm như nó ăn sâu vô trong cái lòng mình, hãy mở miệng ra là hát được liền. Người ta nói là nhạc đi vào lòng người. Nhưng mà trong suốt cái, trong một cái quãng đời làm nghệ thuật vậy đó, thì đối với chị là chị vẫn nhất là bài hát nào mà chị yêu nhất, mà chị thấy hát với tất cả trái tim của chị thích nhất bài gì? Thật ra thì Giao Linh sống trong một cái thời, một cái thời mà phải nói là được băng dĩa ưu ái, được thầy mình đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã chọn cho Giao Linh những cái bài hát Donny đóng dài. Và mỗi một lần mà Giao Linh nghe lại những cái bài hát đó thì nó trong ký ức mình nó là một cái kỷ niệm thiệt là nhiều luôn. Thứ nhất là thầy đã dành cho Giao Linh một cái thời gian dài mà phải nói là một ca sĩ chân ướt chân ráo vô nghề mà được cát-xê hưởng một bài hát bằng ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Thành ra Giao Linh đã từng nói với các em là cái cuộc sống của chị em mình thay đổi là nhờ từ ngày mà chị được gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, và chị và Giao Linh đã đầu quân trong hãng dĩa của thầy năm 1967. Ở trong đó đó thì lúc đó có một cái cô Thu mà cô là biên tập chương trình chánh ở trong hãng dĩa Continental, và chị Thu lúc bây giờ hơn Giao Linh có 2 tuổi thôi, thì hai chị em lần đầu tiên mà gặp nhau đó anh Tú, là thương quý nhau từ ngay những cái giây phút đầu. Và bây giờ nếu Giao Linh tính không lầm mà ha, tại là 55 năm trôi qua, và bây giờ đó mà chị là trở thành bà vợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thì trong thâm tâm Giao Linh đó là Giao Linh nghĩ là ở trên đời này chắc không có ai yêu thầy bằng chị Thu đâu thầy ơi. Mà cho tới ngày giờ này nó mà thầy đã mất rồi thì Giao Linh và chị Thu vẫn là hai người chị em rất là thương nhau. Thì Giao Linh cách đây mấy ngày có điện thoại thăm chị và chúc sức khỏe chị, và còn không bao lâu nữa là em lại trở về thăm chị rồi. Thành ra Giao Linh rất là phải nói là mình may mắn, một những cái may mắn mà mình không bao giờ ngờ được, đó là lần được làm học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Em nghe những lời chị ưu ái và trân quý kính thầy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thế thì chị có bao giờ chị nghĩ rằng chị sẽ làm một cái đêm nhạc huyền thoại Nguyễn Văn Đông và tiếng hát Giao Linh không? Giống như em cũng đã từng làm chương trình cho thầy Lê Vinh. Dạ, chị mong mà nếu có cơ hội chị em mình nha, chị qua đây lần nữa thì chị nghĩ là mình mời một số ca sĩ ở đây để lên hát để mà tưởng nhớ đến nhạc thầy. Dạ, mà thầy, em có biết là thầy sanh ngày 15 tháng 3. Dạ, đó thành ra chị luôn nhớ cái ngày sanh của thầy. Vậy là cũng gần giống nhắc, cái nhà nhắc của... lời là hồi đó thầy Nguyễn Văn Đông đi học tập cải tạo bệnh nặng lắm sắp chết. Dạ thầy bệnh nặng lắm. Dạ rồi thầy được cho về
Dạ, thầy chơi về thì tính ra là 13 năm. 13 năm thầy đi cải tạo. Em rất cảm ơn anh Tú đã đưa chị Giao Linh tới đây. Anh em mình gặp nhau, tâm sự với nhau và tâm sự với khán giả luôn. Với tất cả những khán giả mà đã ưu ái danh ca Giao Linh. Dạ. Bây giờ thì em xin mời chị và anh Tú có lời chào đến khán giả cũng như những lời tâm sự của chị trước khi mình rời khỏi màn hình. Anh Tú. Anh Tú xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và cũng kính chào, cũng chào cô ca sĩ Kim Phượng đã cho điều khiển với buổi tâm tình nghệ sĩ hôm nay. Giao Linh một lần nữa xin được nói lời chia tay với quý khán giả của chương trình Apple TV. Và Giao Linh mong ước rằng sẽ có một dịp nào đó được trở về Houston để gặp gỡ quý vị và sẽ cùng với Kim Phượng làm một chương trình vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người thầy đã cho Giao Linh có tên tuổi tới ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và sẽ có dịp làm giám khảo cho giọng ca vàng APTV. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh Tú và cảm ơn chị Giao Linh rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Chúc quý vị luôn bình an, ước mong rằng cái buổi hội thoại tâm tình nghệ sĩ hôm nay sẽ vẫn giữ được sự yêu thương của tất cả quý vị dành cho nữ ca sĩ Giao Linh.